Đôi khi những nhà vô địch cũng có gặp phải những trận như thế này đấy. Vâng, đã xong. Không, để có thể trở thành một nhà vô địch thì họ phải trải qua những thử thách, và bản lĩnh thực sự sẽ được thể hiện khi họ vượt qua được những thử thách đấy. Và đội tuyển khu 4 đã cơ động tiếp cận vào khu vực thực hiện bắn các mục tiêu bằng súng ngắn K54. Ở một vị thế, một cái tư thế rất là khác lạ so với các trận trước, và chúng ta đang nhìn thấy các sĩ quan của đội tuyển khu 4 đang bắn K54. Chưa, các bia vẫn còn rất nhiều. Và đây là vấn đề về tâm lý rồi. Vâng. Đã có 2 mục tiêu bị tiêu diệt. Còn 6. 5. Vẫn còn 5 mục tiêu. Họ có thể thận trọng hơn các phát bắn của còn mình. Còn 4. Nhưng họ vẫn phải tiết kiệm đạn cho những mục tiêu khác. 3. Trân trọng từng viên một rồi. Chưa được. Chưa trúng. 2. Tốt quá. Còn 1 mục tiêu nữa thôi. Phải bắt buộc phải được hết tất cả mục tiêu này. Đây là nhiệm vụ của chiến sĩ số 1 và số 6. Họ sẽ tiêu diệt các mục tiêu ẩn hiện và mục tiêu di động, cũng như là mục tiêu có khống chế con tin. Đầu tiên là sẽ là nằm bắn mục tiêu biển hiện. Con tên địch ẩn nấp sau vật chắn. Chúng luôn. Ngay phát bắn đầu tiên thì vận động viên số 6 của đội tuyển khu 4 đã tiêu diệt mục tiêu địa điểm. Liên tiếp là cùng mục tiêu hai điểm. Và cũng đã ngay lập tức đã tiêu diệt rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tốt quá. Các mục tiêu biển đã được tiêu diệt rất là chính xác. Và đây là mục tiêu tên địch khống chế con tin. Màu đỏ là tên địch, màu trắng là con tin. Chưa được. Rồi. Bị di động ngang đã bị tiêu diệt. Bắn tốt quá. Hay lắm cô của bố. Bình tĩnh anh ơi. 5 cây vào. Chưa được. May. Thời tiết bây giờ đang khá là ủng hộ cho quân khu 4. Sau khi tiêu diệt vận động thì chiến sĩ số 6 đã hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, rất tiếc là chiến sĩ số 1 đã không tiêu diệt được mục tiêu tên địch khống chế con tim. Vâng. Rất tiếc. Trong bắn súng K54 thì cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái yếu lĩnh bóc bò của người chiến sĩ. Tại vì khi bắn thì súng do có trọng lượng khá nhẹ và cái lực giải phóng bò thì lại tương đối lớn. Nên khi bắn nếu như không điều chỉnh yếu lĩnh động tác tốt thì sẽ dẫn đến hiện tượng gục súng và không trúng được vào mục tiêu. Chúng ta cùng chúc mừng cho đội tuyển khu 4 đã hoàn thành bài tập của mình ở chặng thứ 2 của chúng ta.